Ngày 14 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng phối hợp với Cục Gìn giữ Hòa bình tổ chức tọa đàm về chặng đường 10 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhiệm vụ quân y tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc. Tại buổi tọa đàm, những câu chuyện cảm động của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên kỹ thuật Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 đã được chia sẻ. Từ những kinh nghiệm thực tế trên thực địa trong công tác tổ chức, chuẩn bị doanh trại tại Bentiu, Nam Sudan, Châu Phi, tọa đàm đã tổng kết và rút ra kinh nghiệm đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình mà Việt Nam đang tham gia. Đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm xử lý, điều trị các ca cấp cứu các bệnh nhân trong những ngày đầu tiên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 tại các quốc gia tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Cùng với giao lưu, các cán bộ tại Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng và Cục Gìn giữ Hòa bình, Bệnh viện Dã chiến cũng trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống xảy ra trong thực tế tại phái bộ với đội ngũ bác sĩ, lãnh đạo chỉ huy các bệnh viện dã chiến các thời kỳ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 ở phái bộ.